Vai, vai. Ai lại? Có hoa không? Có hoa không? Không nào. Cho phỏng vấn. Anh nghĩ gì về cái hairstyle này? Tôi nghĩ thảm hại đi xuống. Tôi chờ anh gặp bằng nào. Tạo mẫu tóc là cái gì? Sao lắm điện thoại? Tạo mẫu tóc à? Có phải barber không? À, hairstylist. Đúng rồi. Thank you.